các bạn thân mến, sáng nay là sáng thứ bảy. Một ngày đẹp trời. Tôi là Điền Nguyên. Hiện đang đi chơi ở một quán cà phê Thủy Trúc. Số 197 đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh. Quán có một không gian rất là đẹp và thoáng mát. Hôm nay là sáng thứ bảy, mùng 2 tháng 5, 2015. Tôi và Đình Nguyên cùng gia đình đến chơi ở quán cà phê Thị Trúc. Tôi xin ghi lại một vài hình ảnh để mời các bạn thưởng thức. Đây với những tiếng nhạc du dương và hay làm cho tâm hồn chúng ta sẽ thư giãn. Quán có một diện tích không gian rất là rộng và số khách đến quán tương đương buổi sáng rất là đông. Tôi đi ngang tôi thấy rất đông. Tính ra là diện tích của quán gấp 10 lần một cái quán bình thường. Chúa tôi chẳng cánh bay, nhưng
nơi thư giãn tuyệt vời. Các bạn tha hồ chọn chỗ đi, mình ngồi thư giãn, thật sự mà nói rất là rộng. Tôi chưa bao giờ thấy một quán cà phê nào rộng đến mức rất là thú vị như thế này. Và tôi đã trở về nơi xuất phát, là nơi tôi bày